Kính thưa quý vị, bây giờ là 1 giờ 18 phút. Hôm nay ngày 25 tháng 2 2020. Tôi là thầy Thích Thông Lai xin có gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào Phật tử ở trong nước và ở hải ngoại. Dành chút thời gian rảnh rỗi, tôi có một bài nhận định về cái sự ảnh hưởng của bệnh dịch cúm corona Vũ Hán, nó ảnh hưởng thế nào đến Tàu Cộng và Việt Cộng cũng như tình hình ở trên thế giới. Tôi mời quý vị theo dõi. Trước tiên, chúng ta nhận định về cái vấn đề là các phim ảnh đã được khuếch tán trên hệ thống Internet toàn cầu để cho thấy Tàu Cộng đã đối xử với dân chúng của họ như là những tội phạm. Thứ nhất, những người dân ở những cái vùng dịch bệnh như Vũ Hán đã bị công an của Tàu Cộng dùng máy hàn và hàn chết những cái cửa ra vào, coi như họ bị nhốt lỏng ở trong những cái khu nhà tập thể, coi như họ không có được cung cấp đầy đủ thuốc men, coi như y thực, cũng như họ bị cắt cả các hệ thống thông tin liên lạc qua Internet. Và quý vị thấy rõ, họ cô lập dân họ, họ cách ly dân họ. Nhưng mà có một cái điểm tôi nêu câu hỏi đây để tất cả những người Việt Nam ở trong nước và các tên lãnh đạo của chính quyền Việt Nam trả lời là tại sao Tàu Cộng họ cách ly, họ cô lập, họ đối xử với dân chúng họ ra khỏi khu vực cách ly, đánh gãy chân, cãi, đánh gãy răng, và họ dùng cả súng ống để mà coi như họ đàn áp, và họ chôn sống, họ chôn những người, họ đặt vào lò thiêu những cái người chưa chết mà họ không điều trị được vào trong các lò đốt xác. Nhưng mà tại sao họ lại ra lệnh cho Phạm Bình Minh, họ lệnh cho Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng phải mở cửa biên giới để mà đón nhận những người dân Tàu Cộng từ các vùng dịch đi vào Việt Nam? Quý vị trả lời cho tôi đi. Việt Cộng phải nhận lệnh tiếp nhận tất cả những người Tàu vô điều kiện, và cái điểm này thì ai có lợi và thiệt hại về ai? Và với vậy thấy rõ ràng dân tộc Việt Nam chúng ta không lẽ từ mấy ngàn năm nay lại để cho những cái tên coi như lãnh đạo què quặt, những tên lãnh đạo chỉ biết cúi đầu và phục vụ cho Tàu Cộng mà không đặt một dấu hỏi nào cả. Tại sao Phạm Bình Minh không dám lên tiếng, Nguyễn Xuân Phúc không dám lên tiếng hỏi lại Bộ trưởng Ngoại giao của Tàu Cộng? Tại sao các ông cô lập những người dân của các ông? Các ông coi như cách ly, cô lập và kể cả biến những cái chung cư, những cái apartment, những cái khu vực mà tập thể vài ngàn người bằng cách là khóa kín, hàn kín, và cái hình ảnh đó nó đã làm cho thế giới ghê tởm chế độ Tàu Cộng. Cho nên họ đã cô lập dân chúng họ, họ sợ cơn bệnh dịch này nó truyền nhiễm đến những người còn lành mạnh. Và biết rõ ràng họ đã làm những chuyện như vậy, tại sao họ lại ra lệnh cho Cộng sản Việt Nam, cho Thủ tướng Việt Nam, cho Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phải mở cửa vô điều kiện? Quý vị trả lời đi. Hỡi các người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát và lại trở thành những tay sai như vậy. Tôi đặt câu hỏi từ tất cả những tướng lãnh tư lệnh quân khu, quý vị nắm trong tay tới gần 3 triệu bộ đội, 3 triệu tay súng, mà quý vị lại cúi đầu để làm ngơ trước cái việc những cái tên què quặt lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân để mà rước cái ổ bệnh vào trong Tổ quốc Việt Nam. Cho nên quý vị hãy trả lời tôi đi,
quý vị có phải là người Việt Nam hay không? Hay là toàn bộ, tất cả mấy trăm tướng lãnh của Cộng sản Việt Nam, từ tư lệnh quân khu cũng đều là tay sai cho Tàu? Hãy đồng bào, hỡi tất cả toàn dân Việt Nam, quý vị không thể nào giao cái vận mạng của mình, tổ quốc mình cho những cái tên thái thú làm những cái chuyện ngu xuẩn. Trả lời đi, quý vị đồng đặt câu hỏi đi, tại sao Tàu Cộng nó coi những người bị nhiễm bệnh, những người sống ở những cái vùng bị nhiễm bệnh như là ở Vũ Hán phải ở tại chỗ, không được ra khỏi nhà, và nó dùng mọi biện pháp để cô lập, để cách ly, để đàn áp những người Tàu, trong khi đó nó lại bắt chính phủ Việt Nam, thủ tướng Việt Nam phải tiếp nhận cái người Tàu mang bệnh dịch từ các vùng dịch đến Việt Nam qua các cửa khẩu mà không có một sự kiểm soát nào. Quý vị trả lời cho tôi đi, trả lời rồi quý vị sẽ, câu hỏi này dành cho 95 triệu đồng bào trong nước và 4 triệu đồng bào ở hải ngoại. Chúng ta không thể nào để cho dân tộc Việt Nam mà ở những cái tên lãnh đạo coi như người không ra người, thú không ra thú, không có trái tim dân tộc, không có dòng máu Việt Nam, bọn tụi bay là ai? Rồi như vậy không lẽ các tướng lãnh quân khu ngồi yên để nhìn và theo dõi bài nhận định của tôi đây? Thứ nhất là vấn đề người dân bị cô lập về thuốc men, về lương thực và phương tiện di chuyển, bị nhốt trong những ngôi nhà chờ chết. Như vậy họ có còn sợ chết không? Bởi vì họ đã bị dồn tới đường cùng và họ còn sợ đảng Cộng sản Tàu hay không? Tôi trả lời là không. Vì họ có ở lại trong các trại tập trung, ở trong các ngôi nhà không có lối thoát, không có lương thực, không có thuốc men thì họ cũng chết. Và gần đây cái hình ảnh người dân Tàu không còn sợ cảnh sát và công an Tàu Cộng nữa, mà họ những tiếng súng bắn hăm dọa họ coi cũng ra gì. Họ đã tới đường cùng, những người phụ nữ đã leo lầu, nhảy lầu để mà tự tử chết, vì họ chọn một cái chết coi như bằng tự tử thay vì cái chết nằm ở tại trong những chung cư để chờ con virus tấn công. Mà quý vị thấy không có đất nước nào mà đối xử với dân chúng mình như là Tàu Cộng. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong cái thời gian ổng tại chức 4 năm qua, ông đã làm đủ mọi cách để cho thế giới nhìn rõ cái bộ mặt ghê tởm của Tàu Cộng. Và ông đã đóng thuế Tàu Cộng từ 15% lên tới 25%. Nhưng mà những việc làm của ông mà muốn cho thế giới nhìn rõ cái bộ mặt của Tàu Cộng phải mất 5 năm nữa. Hiện tại con vi trùng corona này, con trùng Vũ Hán này, nó đã giúp cho Tổng thống Trump vạch rõ cái bộ mặt thật của một siêu cường quốc số 2 đã đối xử thế nào, vi phạm nhân quyền thế nào đối với dân của họ. Và giờ đây cái làn sóng chống Tàu Cộng đã bùng phát khắp nơi trên thế giới. Tôi nhắc lại, nước Ý ở Âu Châu và nước Iran, Iran là những cái người đang làm ăn buôn bán với Tàu Cộng. Nước Ý là nước ở Âu Châu, là cái nước đã xé rào để ủng hộ chương trình một dòng đai, một con đường của Tàu Cộng và buôn bán với Tàu Cộng. Nhưng mà gần đây vì cái hiện tượng là nước Ý đã thân với Tàu Cộng cho nên bệnh dịch cúm corona đã bùng phát tại thủ đô nước Ý, và người dân Ý mấy ngày qua họ đã đi lùng sót tất cả các cái cửa hàng, những cái mà business làm ăn của Tàu Cộng, và họ đập phá để họ trút giận lên. Họ nói tại vì những người Tàu này đã về quê ăn Tết và trở lại đem con vi trùng corona, và nước Ý đã không có biện pháp, cho nên những hình ảnh mà ở tại nước Ý đã nhào vô những người quá khích, đã đập phá các cơ sở thương mại của người Tàu ở tại nước Ý, đã cho thấy cái làn sóng chống người Tàu đã bùng phát. Và nếu mà đừng có xảy ra cái bệnh dịch cúm corona Vũ Hán này thì 5 năm nữa Tổng thống Donald Trump cũng chưa thực hiện được những việc mà làm mà con cúm corona này đã làm. Tổng thống Hoa Kỳ cấm vận, đánh thuế và trong cuộc chiến tranh thương mại, mục đích của ông là tất cả công ty Hoa Kỳ phải rút ra khỏi Tàu Cộng để trở về làm ăn
ở tại Hoa Kỳ, nếu không sẽ bị đánh thuế từ 30 tới 35%. Nhưng mà mức thuế hiện giờ mới áp có 15%, cho nên không phải hàng trăm hàng ngàn công ty của Hoa Kỳ đã rút chạy, mà mới chỉ có 40%, còn 60% vẫn còn làm ăn. Và Hoa Kỳ cũng không thể nào mà bắt các công ty Nhật Bản, công ty Nam Hàn, công ty Đài Loan, công ty Nhật của Ấn Độ, các công ty của Singapore đồng loạt đóng cửa rút khỏi lãnh thổ Tàu Cộng. Nhưng mà hiện tại con di trùng Diễu Hán đã làm được chuyện đó. Và tôi phân tích cho quý vị thấy, khi mà dân chúng Tàu Cộng đã không được đối xử như là những mà bị đối xử như là những con vật, thì họ hết đường cùng. Và cái làn sóng phản đối ngày lan rộng, và tuyên ngôn độc lập của tỉnh Hồ Nam cũng như các tướng lãnh của tỉnh Hồ Bắc, họ đã có những người công an đã chết, bà con công an đã chết, vợ con của quân đội đã chết, và hiện tại các nhà tù cũng đã có nhiều hàng trăm hàng ngàn người Tàu đã chết. Trong hàng ngũ quân đội, theo tất cả các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã cho biết là có số lượng mà quân đội của Tàu Cộng bị nhiễm virus corona Vũ Hán này lên tới 30%, và số lượng công an đang phục vụ cho Tàu Cộng cũng đã nhiễm bệnh lên tới 30%. Thì bây giờ những cái thành phần mà họ làm tay sai, làm công cụ cho Tàu Cộng, họ cũng chết, và các lực lượng để bảo vệ Tập Cận Bình cũng chết, thì họ đâu có điên dại gì để mà họ tiếp tục làm tay sai, trong khi gia đình họ họ nhìn qua bên thành phố Vũ Hán, họ thấy những người đồng đội của họ cũng đã bị đối xử tàn bạo, cho nên từ chỗ đó họ đã hết lòng trung thành với Tập Cận Bình. Do đâu mà tôi dám nói như vậy? Mấy ngày qua tôi theo dõi bài nói chuyện của Tập Cận Bình ở tại Tàu Cộng, thì tên Tập Cận Bình này có nói rằng là tuyên bố là chính quyền trung ương Bắc Kinh của Tàu Cộng đã thất thủ với sự lan truyền mau lẹ của virus cúm corona Vũ Hán, và ông nói thật sự coi như Tàu Cộng đã đầu hàng và không có cách gì chặn đứng được sự bùng phát của con virus corona. Và trong khi đó ông vừa nói xong đoạn đầu thì đoạn cuối ông lại kêu gọi tất cả các tỉnh quan trọng như là Quảng Đông có thành phố Thâm Quyến, và Quảng Châu, Thượng Hải và Tô Châu, Hàng Châu, tất cả những thành phố mà có như là Thượng Hải và Quảng Đông, nhất là thành phố Thâm Quyến, là nắm 40% kinh tế của Tàu Cộng, hãy mở cửa tất cả các hãng xưởng và đừng có bế quan tỏa cảng, phải cho sự giao thương giữa tỉnh này đến tỉnh kia. Và ông ra lệnh như vậy, nhưng mà toàn bộ tất cả các người tư lệnh Hồ Nam, tư lệnh Hồ Bắc, tư lệnh Quảng Đông, tư lệnh Thẩm Quyến, tư lệnh Thượng Hải đã không tuân hành chỉ thị này, và họ vẫn cô lập, họ cấm tất cả những dân từ vùng dịch mà di chuyển vào trong cái lãnh thổ của cái nơi mà họ coi như điều hành, cho thấy rằng Tập Cận Bình đã mất quyền kiểm soát. Và hiện tại quý vị biết trong tháng vừa qua Tàu Cộng đã hoàn toàn xóa bỏ cái hàng rào quan thuế đối với Hoa Kỳ, vì vấn đề đói cho nên Tàu Cộng đã nhập hàng loạt hàng trăm ngàn tấn thịt heo, hàng trăm ngàn tấn đậu nành và hàng trăm ngàn tấn nhu yếu phẩm của Hoa Kỳ, trả tiền đàng hoàng. Khi các cái nhu yếu phẩm này được chở về ở tất cả bờ biển ở phía đông của Tàu Cộng thì nằm đó, và nhân công không có người vận chuyển, các tài xế họ không chịu chạy vào đưa thực phẩm thức ăn vào trong cái vùng đang bệnh dịch là ở thành phố Vũ Hán, họ không chở vào những khu vực mà có bệnh dịch đang bùng phát ở thuộc 35 tỉnh thành của Tàu Cộng và 5 thành phố quan trọng đang có bệnh dịch đã lan rộng. Thì như vậy ở tất cả các kho hàng, các container mua của Hoa Kỳ, những thịt heo, những tất cả những cái gạo, đậu nành và những cái thực nhu yếu phẩm của Hoa Kỳ thì nằm đó để mà chờ shipping, để mà phân phối đến các tỉnh đang thiếu lương thực.
Hiện tại, Hồ Bắc đã ăn hết toàn bộ thực phẩm dự trữ và người dân của Tàu Cộng sẽ đói trong vòng tuần lễ tới. Ở Hồ Nam thì họ không có coi như mở cửa để mà họ bán nhu yếu phẩm cho Hồ Bắc. Rồi ở Quảng Đông cũng bế quan tỏa cảng, ở Thượng Hải cũng bế quan tỏa cảng, ở Thẩm Quyến cũng bế quan tỏa cảng, ở Bắc Kinh cũng vậy, thực phẩm chỉ đủ nuôi dân trong vòng 2 tuần lễ tới 3 tuần lễ nữa. Đó là theo các nhà quan sát về kinh tế của Tàu Cộng. Và hiện tại khi mà nạn đói bùng lên, mà quý vị thấy nếu mà cái nạn dịch nó xảy ra tại Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ không để cái chuyện nó xảy ra đói kém bất cứ tiểu bang nào, mà chính phủ Hoa Kỳ lập tức sẽ đưa quân đội, tất cả các chiến máy bay quân sự dẫn tải cơ C-141, chiếc Galaxy C-5 sẽ lập cầu không dẫn, và quân đội Hoa Kỳ sẽ nhảy vào để mà vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm, không để cho cái dần thiên tai đó bị đói. Đó là việc làm của các nước mà có nền tự do dân chủ, các quốc gia mà được dân chúng bầu lên, họ trọng dân và họ coi thường tất cả những cái chuyện mà hàng đầu là cái chuyện cứu giúp cho dân khỏi đói. Và không có một chính quyền Hoa Kỳ nào khi nảy ra đại dịch mà dám sai công an lại, kêu thợ hàng lại, hàng cửa sắt và nhốt dân. Và không có một chính quyền tự do nào mà coi dân họ rẻ như là thú vật. Họ dùng những lồng, họ chụp, họ bắt dân Tàu là ở vùng nhiễm bệnh như là bắt những con vật. Cho nên cái nhìn của thầy là hiện tại Tàu Cộng đã không dùng quân đội để mà lập cầu không dẫn, cho thấy sự yếu kém điều hành của Tàu Cộng. Và thế giới đã nhìn rõ Tàu Cộng chỉ là có cái miệng quên quang, khoác lác. Nhưng mà khi trận dịch xảy ra, Tàu Cộng không có cách nào sử dụng, không lập cầu không dẫn, không vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thuốc men, mà chỉ có cách là nhốt người ta vào trong đó để mà chờ chết. Cho nên đó là cái bộ mặt của Tàu Cộng đã bị thế giới nhìn rõ, đã bị dịch cúm corona dạch cho thế giới, và cái phong trào bài coi như Tàu Cộng đã nổi lên trên thế giới. Bằng chứng là Tổng thống Donald Trump khi đi qua thăm viếng Ấn Độ, ông đã được đón tiếp như một người hùng. Hàng trăm ngàn dân Ấn Độ đã xuất hiện ở một cái quảng trường của một sân vận động, và Tổng thống Donald Trump được tiếp đón như là một anh hùng của Ấn Độ. Tổng thống Donald Trump khi đến Ấn Độ, ông đã đem được những nguồn lợi như sau. Từ xưa tới giờ, Ấn Độ tự sản xuất vũ khí, Ấn Độ chế được bom nguyên tử và tàu ngầm chạy bằng nguyên tử lực, Ấn Độ chế được máy bay, nhưng mà 80% vũ khí mà thuộc loại coi như là quốc phòng mà quan trọng đều được nhập cảng từ cái nước Nga. Và Ấn Độ hồi xưa tới giờ vẫn sử dụng MiG của Nga, vẫn sử dụng những cái tiềm thủy đỉnh của Nga, và lực lượng hải quân của Ấn Độ vẫn mua những cái chiếc hạm của Nga. Nhưng kỳ này coi như chính quyền Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ đã là một cái món quà là nhập cảng ngay Hoa Kỳ, vũ khí của Hoa Kỳ là 3,8 tỷ đô la. Đồng thời chính phủ Hoa Kỳ coi như buôn bán hợp đồng làm ăn, ngoài cái vấn đề 3,7 tỷ đô la mua vũ khí quốc phòng của Hoa Kỳ, còn có một số các chương trình xây dựng và coi như hợp đồng mua bán lên tới hàng chục tỷ đô la. Thật sự nhiều người đã nhìn ông thủ tướng Ấn Độ tại sao dại dột, tại sao lại nhập cảng hàng của Hoa Kỳ. Thật sự ông thủ tướng Ấn Độ rất là thông minh. Ông biết rõ sau cái nạn dịch cúm corona này, Tàu Cộng sẽ tanh bành, và cái nhân công rẻ của Tàu Cộng không ai còn dám vào đó, vì người ta sợ cái sự nguy hiểm của cái cơn dịch cúm corona. Và chỉ có đất nước Ấn Độ cũng có trên 1 tỷ người, và cái tay nghề của dân Ấn Độ cũng rất là giỏi, cái đội ngũ khoa học kỹ thuật, những đội ngũ kỹ sư của Ấn Độ cũng rất là giỏi, mà giá thành lại rẻ, cho nên Ấn Độ sẵn sàng bỏ ra 7 tỷ, 10 tỷ đô la để mà làm ăn thương mại, nhập cảng hàng của Hoa Kỳ trước. Nhưng mà sau đó, khi đó Hoa Kỳ sẽ chọn Ấn Độ để mà đầu tư, để mà lập cho đất nước Ấn Độ
trở nên giàu sang hơn. Và quý vị nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có mặt ở tại Ấn Độ cũng giống như Tổng thống Nixon của Hoa Kỳ có mặt ở tại Bắc Kinh năm 1972, là lúc đó Hoa Kỳ đang nhắm tới Tàu Cộng. Và cũng năm 1972 khi Nixon qua Hoa Kỳ và đã ký một hiệp ước với Chu Ân Lai, và từ đó Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa làm ăn buôn bán. Và bây giờ cũng vậy, khi mà Tổng thống Donald Trump đi sang Ấn Độ cũng giống như là mở một kỷ nguyên để mà bắt đầu sử dụng cái nhân lực rẻ tiền của dân Ấn Độ, của quốc gia Ấn Độ, và sử dụng cái khối óc, những cái đội ngũ khoa học kỹ thuật, kỹ sư của Ấn Độ để mà giúp cho Hoa Kỳ và nền tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới. Hiện giờ quý vị thấy nền kinh tế của thế giới đã bị ảnh hưởng chung của con cúm Corona. Và quý vị theo dõi cái bài diễn văn cách đây một ngày, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố phải yêu cầu Quốc hội chi ngay một ngân sách 2,5 tỷ đô la. Để chi vậy? Để bắt đầu chuẩn bị chương trình cho cái tổ chức CDC, là cái cơ quan kiểm soát dịch bệnh tại Hoa Kỳ, chuẩn bị đối phó với cơn dịch cúm Corona có thể xảy ra ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ một ngày không xa. Quý vị tưởng là 2,5 tỷ đô la mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu Quốc hội chuẩn chi là chuyện bình thường, nhưng đó nó cũng nằm trong một cái chương trình là coi như để giúp cho quân đội Hoa Kỳ di chuyển, giúp cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có ngân sách để mà khi trận dịch xảy ra sẽ đưa quân đội đến các vùng có dịch, mở cầu không dẫn, lập những trạm xá dã chiến. Cho nên quý vị phải để ý, 2,5 tỷ đô la không phải là chuyện coi như bình thường, là một chuyện rất là quan trọng cần để ý. Và hiện tại, tại sao Hoa Kỳ phải yêu cầu Quốc hội chuẩn chi? Vì một ngày không xa, trong vòng thời gian rất là gần đây, cuộc nội chiến của Tàu Cộng sẽ xảy ra. Tại sao nội chiến? Tại vì các tỉnh bị cô lập, đã đói, đã không có thuốc men, không có lương thực, thì họ phải nổi loạn. Và khi họ nổi loạn mà chiến tranh ở trong nước Tàu xảy ra, thì tổ chức coi như là cao quỹ tị nạn của Liên Hiệp Quốc, họ sẽ dự đoán là một sự khủng hoảng về tị nạn sẽ xảy ra với số lượng 1,4 tỷ người dân Tàu. Hồi xưa khi mà Cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp định Ba Lê đưa quân vào chiếm Sài Gòn ngày 30 tháng 4, thì có một làn sóng tị nạn của người miền Nam Việt Nam đi chạy ra các nước Đông Nam Á, và cao quỹ tị nạn đã kêu gọi thế giới đóng góp hàng trăm triệu đô la để lập các trại coi như tị nạn ở tại đảo Ga Lăng, ở tại đảo Bi Đông, ở tại Philippines, ở tại Thái Lan, ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà cái số lượng người Việt Nam tị nạn là từ đầu nguồn của 30 tháng 4 cho tới ngày cuối mùa tị nạn là năm 1989 thì khoảng chừng 500.000 người. Nhưng mà cái số lượng đó là chúng ta chạy tị nạn cộng sản, dân miền Nam không bị cúm Corona tấn công, cho nên tất cả nhân viên của cao quỹ tị nạn đều đến làm việc. Còn hiện giờ quý vị thử nghĩ coi, khi người Tàu xảy ra nội chiến, ai sẽ mở cửa tiếp nhận 1 tỷ mấy dân Tàu bỏ chạy? Tôi không nói là chạy hết nha, Bắc Kinh mà đấu với Hồ Nam, đấu với quân đội Hồ Bắc, đấu với quân đội của Thẩm Quyến, quân đội của Thượng Hải, quân đội của Quảng Đông, Quảng Tây, coi như nước Tàu đang có 5 cái lực lượng, 5 cái tướng lãnh quân khu sẽ nổi loạn. Họ không nghe lệnh Tập Cận Bình rồi. Bằng chứng là Tập Cận Bình kêu gọi họ mở cửa tất cả các cơ sở sản xuất, mở cửa các nhà máy, họ vẫn im lặng, họ không có. Rồi yêu cầu các cái tỉnh mà chưa bị dịch hãy mở kho để mà viện trợ, để mà tiếp cứu các tỉnh đang bị dịch, họ cũng không xuất kho, và họ đóng cửa biên giới. Thực sự nước Tàu bây giờ trên mặt quốc tế là còn một nước, nhưng mà thực chất là họ đã chia ra 5 xẻ 7 rồi mà chưa phát súng nào xảy ra. Cho tới khi mà bần cùng sanh đạo tặc, đói sinh cướp bóc, là bắt đầu các tướng lãnh quân khu họ sẽ bắt đầu họ đi
tấn công để họ bảo vệ, và các cái tỉnh bị đói họ sẽ đưa quân để mà họ đi cướp, và rốt cuộc họ đánh nhau. Và như vậy trong 1,4 tỷ người Tàu này, tôi không nói là đi tị nạn hết, tôi chỉ nói cần 400 triệu người Tàu chạy giặc thôi. Hả? Họ chạy đi đâu? Họ chạy qua Bắc Hàn không được. Họ chạy qua Nga không được. Tôi nói hai cái điểm này trước. Chưa kể là 14 quốc gia có biên giới với Tàu Cộng, chỉ có một nước duy nhất là mở cửa cho Tàu Cộng vào, đó là nước Việt Nam. Chỉ có nước Việt Nam thôi. Là cho nói rõ cho quý vị thấy sự nguy hiểm mà các chuyên gia về vấn đề chiến lược ở trong cái trận dịch này họ đã tiên đoán. Thứ nhất, chỉ cần 400 triệu người mà họ chạy, thì con đường nào họ chạy đây? Họ chạy sang Việt Nam. Nói họ không cần đánh thôi, họ chạy thôi. Thì lấy lý do gì hiện tại bây giờ đó, Tàu Cộng á, là nó ra lệnh cho Phạm Bình Minh, phó thủ tướng của nước Việt Nam, kiêm bộ trưởng ngoại giao, là phải mở cửa vô điều kiện. Và nó mở cửa như vậy là chưa xảy ra nội chiến. Khi nội chiến trong Tàu xảy ra, các tỉnh đối khác cướp bóc, thì nó xảy ra là như vậy. Nếu mà tỉnh Quảng Đông hiện giờ nó đang bùng phát tại Thẩm Quyến, mà Quảng Đông nó ở sát Việt Nam, mà khi đó nó thiếu lương thực, thì tới quân đội của Quảng Đông họ đi đâu? Quân đội tư lệnh quân khu Quảng Đông họ ra lệnh cho Nguyễn Phú Trọng phải vận chuyển lúa gạo. Bây giờ là nó mới yêu cầu là đưa khẩu trang thôi, là vì nó đang thiếu khẩu trang. Tới vài bữa nó đói, nó biểu là phải chở triều cống thuốc men, chở triều cống lúa gạo, chở triều cống tất cả những cái gì nó cần. Hả? Nguyễn Xuân Phúc dám cãi không? Nguyễn Phú Trọng dám cãi không? Không dám cãi. Thì lúc đó nếu mà đưa cho nó qua thì dân Việt Nam sẽ đói, mà không đưa nó qua thì nó yêu cầu phải tiếp nhận 400 triệu dân tị nạn của nó. Hả? 400 triệu dân Tàu, 400 triệu dân Tàu mà nó tràn sang Việt Nam, ở trong đó chỉ cần 100.000 tên bị bệnh thôi là nó xóa sổ toàn bộ dân Việt Nam. Hả? Lúc đó hả? Chạy hả? Không có nước nào nhận đâu. Dạ. Chừng 3 tuần nữa quý vị thấy Việt Nam sẽ bị cô lập hoàn toàn. Khi mà Việt Nam bây giờ nằm trong 5 tới 6 nước là bị tổ chức của thưa Y tế Thế giới và chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách các nước đang có mầm bệnh lây lan trong cộng đồng và chuẩn bị bùng phát. Và như đó, Việt Nam bây giờ 60% kinh tế là lệ thuộc vào các nhà máy nguyên liệu để mà có vật liệu để mà xuất khẩu. Một cái áo của một cái hãng công ty may mặc của Việt Cộng, từ cái vải, từ cái chỉ, từ cái cả cái nguồn mà thiết bị nhu yếu để mà tạo ra một cái áo cũng là từ Tàu Cộng đưa qua. Bây giờ Tàu Cộng nó đã chết rồi, hàng hóa thịt heo, đậu nành nó mua của Hoa Kỳ, nó để thúi ở ngoài các cái container, nó đã trả tiền hàng trăm tỷ đô la cho Hoa Kỳ mà nó còn không có người để mà vận chuyển vào các vùng dịch, vì các người tài xế họ sợ chết và họ không chịu vào, cho nên họ không thể nào mở cầu không dẫn như Hoa Kỳ. Cho nên khi mà Tàu Cộng mà nó xảy ra nội chiến thì tôi nói rõ không có chỗ nào mà nó sẽ chạy qua, và nước Việt Nam chúng ta trở thành ra là một cái trại tị nạn khổng lồ, chứa toàn là những người mang cái mầm bệnh Vũ Hán của Corona mà để mà đến đó. Lúc đó có nhiều người Phật tử nói với thầy: thầy ơi, bây giờ con đã nghe lời thầy, con dự trữ đồ ăn được tháng rồi, xin lỗi, một tháng không đủ đâu. Cái trận chiến này nó không phải là một tháng đâu, nghe kỹ đây. Khi một tháng là bây giờ đó, các chợ vẫn còn mở cửa. Hả? Bây giờ đó quý vị chỉ là coi như lo chuẩn bị mà quý vị thấy chưa đâu. Dân Việt Nam vẫn còn tin đảng lắm. Đây là cái nhìn của thầy nha. Mà thầy đã nói chuyện với những người chính quyền làm trong chính quyền Hoa Kỳ đó. Không phải tự nhiên mà nước Nga mà nó đưa quân, nó dàn hết. Nước Nga hiện giờ đã có trên 1 triệu quân dàn dọc biên giới của Tàu Cộng. Và ngay từ lúc mà cái con vi trùng Vũ Hán này nó bùng phát là nước Nga, thủ tướng cũng như là tổng thống nước Nga đã ra lệnh là coi như quân đội tràn qua, bất cứ người Tàu nào vượt biên giới bắn bỏ.
Và quý vị thấy rõ, và cái nước thứ hai có cái biện pháp mạnh đó là Bắc Hàn. Tại sao Bắc Hàn và Nga biết rõ vậy? Vì Bắc Hàn và Nga là biết rõ cái vi trùng corona Vũ Hán này là con vi trùng được chế tạo bởi các phòng thí nghiệm của Tàu Cộng, mà Bắc Hàn biết rất rõ. Cho nên một cán bộ cao cấp của Bắc Hàn đang làm việc ở cái vùng mà Vũ Hán, sau đó ông trở về Bắc Hàn và ông được lệnh của chính quyền Bắc Hàn là ông phải vào khu cách ly. Nhưng mà ông nghĩ ông là một đảng viên cao cấp của Bắc Hàn, ông là làm việc cho coi như là chính quyền Bắc Hàn, cho nên ông không vào khu tập trung, coi như là chú Uẩn ra lệnh đem bắn ngay. Tại vì chú Uẩn biết rõ là con vi trùng Vũ Hán này không có thuốc trị, và con vi trùng Vũ Hán này là do là thầy tổ của Bắc Hàn, tức là coi như Tập Cận Bình chế tạo. Cho nên hai cái quốc gia mà họ có biện pháp cứng rắn là Nga và kế đó Bắc Hàn, và sau đó 14 quốc gia có biên giới dưới Tàu Cộng kể cả Miến Điện cũng đều bế quan tỏa cản. Cho nên quý vị thấy không phải tự nhiên mà Hoa Kỳ lại tuyên bố công khai trên thế giới tất cả các kho vũ khí, tất cả các đầu đạn nguyên tử lâu nay Hoa Kỳ có, nhưng mà Hoa Kỳ không có am, tức là không có đưa những cái vũ khí này xuống các tàu ngầm nguyên tử, không có đưa các vũ khí này lên tất cả các hàng không mẫu hạm, và không có đưa các vũ khí nguyên tử này lên tất cả các oanh tạc cơ B-1, B-2, B-52. Mà tại sao Hoa Kỳ phải làm như vậy? Vì Hoa Kỳ biết rằng khi mà Tàu Cộng mà nó đã đói, khi dân chúng Tàu Cộng đã nổi loạn, khi mà người dân Tàu họ không còn sợ chết, trước cũng chết, sau cũng chết, khi mà đồng tiền đã không còn giá trị, đã được ném vào cửa sổ như là giấy rách, và khi mà công an Tàu Cộng ngã gục chết, bộ đội Tàu Cộng cũng chết, và những người, nhất là đội ngũ bác sĩ và y tá là hai cái đội ngũ rất là quan trọng. Đội ngũ bác sĩ, y tá, khi mà có số lượng người mà bị lây nhiễm lên tới mười mấy ngàn người, thì họ sẽ bỏ ngủ, họ chạy. Quý vị nên nhớ, các bác sĩ được đào tạo trong chế độ Cộng sản là họ dùng cái câu lương y như từ mẫu là cái câu nói phét thôi, chứ thật ra họ làm việc là vì tiền. Cho nên hiện tại tất cả đội ngũ y tá và bác sĩ ở Việt Nam cũng đi theo con đường đó. Hiện tại số người bây giờ là dân bị bệnh, dân bị nhiễm là cứ nói trúng gió, cứ nói là bị sức huyết, cứ nói là bị teo não. Nhưng mà khi mà cái đội ngũ bác sĩ và y tá bắt đầu đã bị lây nhiễm thì họ không còn trung thành, và họ không còn hoạt động trong các bệnh viện. Mà khi các đội ngũ đó họ bỏ chạy rồi thì coi như cơn bệnh dịch này coi như đã treo cờ trắng nha. Quý vị coi đi, một ngày rất gần đây, đội ngũ áo trắng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những người là mang tiếng là y tá, là bác sĩ, họ nhìn các đồng nghiệp của họ lần lượt ra đi và họ sẽ bỏ chạy, vì họ không thể nào sử dụng cái câu lương y như từ mẫu, mà họ đa số là sống vì tiền. Tôi xin lỗi quý vị, tôi uống miếng nước. Cho nên những cái nhìn này là những cái nhìn của các nhà mà theo dõi tình hình thế giới. Hiện tại Tàu Cộng đói rồi, họ tới nước cùng rồi, cho nên họ mới thật sự ra họ mới đem nhốt dân chúng họ. Họ tới nước cùng rồi cho nên họ mới thiêu sống những người đang bị bệnh. Họ tới nước cùng rồi là bao nhiêu cái lò đốt xác mà không đốt được. Và mới đây họ đã để lên những cái hình ảnh là các hầm chôn tập thể. Thì đó là những cái gì mà Tàu Cộng đã vỗ ngực xưng tên là siêu cường quốc số 2. Nhưng mà họ không lập được một cái cầu không dẫn. Họ không điều hành quân đội vào để mà viện trợ thuốc men, hay là họ để chết đóng những cái container mà nhập thịt heo và đậu nành của Hoa Kỳ ở các khu mà coi như các bến cảng Thượng Hải, ở các bến cảng Quảng Đông. Nhưng mà hiện tại đó, dân chúng Tàu họ đang bỏ họ chạy, và họ không có con đường nào chạy hết. Và mỗi một ngày ở thành phố Vũ Hán, mặc dù bị cô lập, nhưng mà 5 triệu người đó đã chạy trốn trước khi ngày 21 tháng 1 năm 2020. Và hiện tại 7 triệu người còn lại mỗi một ngày họ vẫn chạy thoát qua tất cả các đường
coi như đường rừng, đường núi để tiến về Việt Nam, để tiến về Quảng Đông, và họ đang tiến về các khu vực mà có chứa lương thực là các tỉnh mà có các bến cảng, là nơi đó là đang còn có cái lương thực để sống, và họ đang tiến về Việt Nam. Đó là chưa có xảy ra các cuộc nổi loạn. Khi cuộc nổi loạn xảy ra là lúc đó coi như tư lệnh quân khu Quảng Đông, cái nước có 180 triệu, họ sẽ ra lệnh, tụi bay phải mở cửa khẩu, tụi bay phải nộp ngay tất cả lúa gạo nhu yếu phẩm, giống như tụi bay đã nộp bao nhiêu tấn khẩu trang, bây giờ tụi tao không cần khẩu trang nữa mà tụi tao cần thực phẩm. Thì các cái tên mà hèn nhát từ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, những cái tên mà như là Nguyễn Phú Trọng, nó đều riêu ríu và nó ra lệnh là trưng thu, nó chở qua cho vị coi. Và cái đường xe lửa xuyên Việt lúc đó là chở nhu yếu phẩm qua nộp cho quân khu Quảng Đông, và chở cái đám người tị nạn của người Tàu chở qua Việt Nam. Và lúc đó quý vị nghĩ rằng dự trữ lương thực đủ sống hả? Đồng bằng sông Cửu Long bây giờ nhiễm mặn, dân chúng nhà nông của Việt Nam phải cắt lúa cho trâu bò ăn vì nhiễm mặn. Tàu Cộng đã xây đập coi như chặn dòng sông ở trên đầu nguồn, cho nên bây giờ Việt Nam chuẩn bị đói. Phi trường bây giờ đó giá vé đã giảm tới 70%, không ai đi. Tất cả các tụ điểm ăn chơi chơi đi, rồi vài bữa những tụ điểm đó là sẽ trở thành những tụ điểm Vũ Hán thứ hai, thứ ba. Đó là những cái nhìn của thầy đó. Cho nên Hoa Kỳ không phải đơn nhiên mà nó đưa hạm đội 7 vào Thái Bình Dương, không phải đơn ngẫu nhiên mà nó tuyên bố là nó trang bị các đầu đạn nguyên tử. Để chi vậy? Và tại sao ông Trump ngày hôm qua ông tuyên bố quốc hội chi ngay 2,5 tỷ đô la để mà chuẩn bị, để mà đối phó với cơn dịch xảy ra ở 50 tiểu bang? 2,5 tỷ đô la này nó sẽ lập cầu không dẫn, nó sẽ di chuyển quân đội để mà dùng cái lực lượng quân đội của Hoa Kỳ để mà giúp những vùng mà xảy ra bệnh dịch, và họ sẽ tạo ra những cái khu vực mà đầy đủ thuốc men, đầy đủ nhiều yếu phẩm để đối phó với bệnh dịch có thể xảy ra cho Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới. Và bây giờ quý vị thấy rõ đó là cái nhìn của thầy. Khi mà chiến tranh xảy ra là không có chỗ nào cho người Tàu chạy, và lúc đó là tổ chức cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, là tức là RHCN đó, là họ sẽ kêu gọi mà không thế giới nào dám mở cửa để mà lập trại tị nạn chứa cỡ chừng 400 triệu cho tới nửa tỷ người Tàu chạy trốn. Chỉ có nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thực chất nó là một tỉnh của Tàu, và những cái tên mà lãnh đạo của Việt Nam thực chất là những tên thái thú của Tàu. Và lúc đó nước Việt Nam trở thành ra là một trại tị nạn khổng lồ, và trong vòng 400 triệu người Tàu mà họ chạy sang Việt Nam. Thì hiện giờ là cái người Tàu họ đã đưa quân đội, họ đã đưa vũ khí, họ đã có mặt ở tất cả các đặc khu của họ rồi. Cho nên khi mà bùng phát cái cơn dịch, mà bùng phát cơn nội chiến giữa Tàu Cộng đánh Tàu Cộng, thì Việt Nam trở thành ra là một cái nơi để mà tị nạn cho người Tàu. Và lúc đó đói khổ, bệnh dịch, thuốc men, đội ngũ quân đội công an, quân đội công an là có trung thành với đảng được không? Xin thưa, lúc đó con cúm corona nó cũng tha cho, không tha cho các quân đội, nó không tha cho tất cả các công an nhân dân, và công an cũng chết vì cúm, bộ đội cũng chết vì cúm. Chỉ có ngay bây giờ bộ đội và công an biết quay súng để mà coi như tiêu diệt những cái tên mà rước di trùng, rước Tàu Cộng vào để mà tàn phá quê hương. Chỉ có bây giờ, hôm như tôi nói trên đây tháng rồi, chỉ có tư lệnh quân khu, và tôi nhìn tôi cũng có vui, vui chỗ nào? Báo Đài Loan ngày hôm qua có đăng tin là một sự chia rẽ đã xảy ra trong guồng máy cai trị của nước Việt Nam. Họ nhận định như thế nào? Đây là tôi đọc báo Đài Loan. Họ nói rằng các tàu cảnh sát biển Việt Nam không biết nhận lệnh từ đâu, chắc chắn là không phải nhận lệnh của Nguyễn Xuân Phúc, chắc chắn là không phải nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng, mà Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng là quan quản dân lời, cũng như Phạm Bình Minh dân lời Tàu Cộng mở cửa để mà đón nhận bệnh dịch vào tàn phá đất nước Việt Nam.
và Nguyễn Xuân Phúc không dám đóng cửa biên giới. Cho nên Nguyễn Xuân Phúc không thể nào ra lệnh cho cảnh sát biển Việt Nam đưa các tàu cảnh sát biển ra tận ngoài cái khu vực Hoàng Sa, Trường Sa ở ngoài cái biển Đông để mà bảo vệ ngư dân Việt Nam không bị cảnh sát biển Trung Quốc coi như ăn hiếp. Tức là hiện giờ Tàu Cộng và Việt Cộng đã có cảnh sát biển ở vùng biển Biển Đông, nhưng mà thực chất là báo chí Đài Loan phân tích là không khi nào mà Nguyễn Xuân Phúc dám ra lệnh cho cảnh sát biển để mà đưa cái cảnh sát biển ra ở ngoài Biển Đông bảo vệ những người ngư phủ Việt Nam không bị cảnh sát biển Tàu Cộng coi như ăn hiếp. Như vậy là phải có một cái vị nào đó có quyền hành và dám cãi lại lệnh của Nguyễn Phú Trọng, dám cãi lại lệnh của Nguyễn Xuân Phúc, và như vậy đã dám ra lệnh cho cảnh sát biển Việt Nam ra có mặt và sẵn sàng súng ống để bảo vệ cho ngư dân Việt Nam. Đó là cái tin mới nhất của báo chí Đài Loan. Họ đã đọc mấy ngày nay và họ nói cho thấy một sự rạn nứt trong cái sự cai trị. Và chúng ta thấy rõ một sự rạn nứt thứ hai là Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đã dám coi như lên một tiếng báo động trước một cái tập thể coi như đầy đủ những người làm việc ở trong cái chính quyền của Hà Nội, là phải cảnh báo, là yêu cầu tất cả cơ quan truyền thông báo đài của đảng phải báo động là cơn bệnh dịch corona sẽ bùng phát ở thành phố Hà Nội một ngày không xa. Và ông Nguyễn Đức Chung này đã đi ngược lại với lời nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc nói rằng bệnh dịch đã được chặn đứng ở tại Việt Nam, phải không? Và sẽ coi như là Việt Nam là cái nước đã chặn đứng bệnh dịch. Nhưng mà Nguyễn Đức Chung đã tuyên bố là phải cho công an đi đến từng nhà để rò soát, để tìm ra những người đang chứa mầm dịch bệnh. Và quý vị thấy rõ, cảnh sát biển đã ra khơi để bảo vệ cho ngư dân Việt Nam và đã súng ống sẵn sàng để mà bắn với cảnh sát biển của Trung Quốc. Và Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cũng là một tay trong Ủy viên Bộ Chính trị, đã ngang nhiên họp báo kêu gọi là giới truyền thông hãy cảnh báo, hãy thông tin cho đồng bào biết sự nguy hiểm của thành phố Hà Nội, và không ai hiểu rõ là cái bệnh dịch nó đã hoành hành Hà Nội như thế nào hơn ông Nguyễn Đức Chung, vì ông là cái người nắm hết công an, nắm hết tất cả bộ đội và nắm hết tất cả các ban ngành, cho nên ông nắm rất rõ và ông đã lên tiếng báo động. Mà như vậy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói một đường và Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội nói một ngã, và Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân thì mở cửa, Phạm Bình Minh mở cửa cho Tàu Cộng vào thoải mái, thì trong khi đó là Hải quân Cảnh sát biển Việt Nam đã ra khơi để mà chuẩn bị bảo vệ cái lãnh hải của Việt Nam. Như vậy tất cả các bài phân tích bình luận của báo Đài Loan họ đã nhận định là Tàu Cộng đã đi vào chia rẽ, Tàu Cộng sẽ đi vào nội chiến, và Cộng sản Việt Nam cũng vậy, là cũng chuẩn bị để mà chia rẽ, để mà coi như cũng y chang như nước Tàu. Đó là những cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe. Khi mà hàng ngũ quân đội họ đã có người bị hy sinh trong cái cuộc chết, và họ đã thấy rõ đội ngũ của họ cũng không có an toàn và đảng cũng không có thuốc gì để mà cứu giúp cho họ, cho nên hàng loạt các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc cũng đã chết, và tất đương nhiên tương lai hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Cộng sản Việt Nam cũng sẽ chết. Đó, cho nên tóm lại, chúng ta là người Việt Nam, những lời nói của tôi lúc này hoàn toàn là nói rõ những cái sự sẽ xảy đến cho dân tộc Việt Nam. Cho nên quý vị không có con đường nào. Thật sự người Việt Nam bây giờ nếu mà chạy qua Đại Hàn họ cũng không có con đường nữa. Đại Hàn đang bị trên cả ngàn người nhiễm bệnh. Nhưng mà tại sao Đại Hàn lại có con số nhiễm quá lẹ vậy? Vì Nam Hàn là một nước có tự do. Nam Hàn, chính quyền Nam Hàn là do dân bầu lên chứ không phải do đảng bầu. Cho nên dân Nam Hàn họ nói sự thật, và bác sĩ và y tá của Nam Hàn họ không có lực lệnh là phải coi như là giấu giếm, là họ không có lệnh là bưng bít thông tin, và họ không có những cái lệnh từ công an nếu mà người đó chết vì bệnh gì là phải khai bệnh đó.
Cho nên một người đàn bà Nam Hàn, họ đi du lịch ở bên Tàu Cộng, họ đi từ vùng dịch, họ trở về Nam Hàn, và họ đã, cái bà này được yêu cầu vào khu cách ly 14 ngày, nhưng mà bà bướng bỉnh, bà đã không tuân lệnh cách ly của chính phủ Nam Hàn. Bà đi dự một cái buổi lễ trong một cái nhà thờ có khoảng 1.000 giáo dân, và rốt cuộc rồi sau cái buổi lễ đó, con cúm corona đã phết tán và nó đã bùng phát ở tại Nam Hàn. Và Tổng thống Nam Hàn đã chi ngay một cái ngân sách là 2.000 tỷ won, cái đồng đại Hàn, 2.000 tỷ won nhiều lắm nha quý vị, để mà đương đầu với cái cơn bệnh dịch cúm corona Vũ Hán này, cho thấy những quốc gia mà tự do dân chủ, họ coi mạng người dân rất là lớn, vì họ là do dân bầu lên. Còn tất cả các quốc gia độc tài đảng trị, nhất là dưới chế độ cộng sản, thì họ coi cái mạng người dân rẻ hơn là thú vật. Thì cộng sản Tàu Cộng cũng vậy, và cộng sản Việt Nam cũng vậy. Những lời nói của tôi là những lời nói, quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái chủ đề bữa nay là tại sao Tàu Cộng nó đem đốt sống dân nó, khi mới nhiễm bệnh nó đem thợ hàn lại, nó hàn chết những cái cửa sắt, những cái chung cư có từ 500 tới 1.000 người ở, nó lại nhốt người ta trên đó, không có nước, không có điện, và nó cúp cả internet, rồi nó để cho dân nó chết đói. Là tại sao? Rồi nó cấm đi ra khỏi nhà là nó đánh, nó bắt, cãi lại là đánh gãy chân ăn, mà bỏ chạy là đánh gãy chân. Như vậy mà tại sao nó lại ra lệnh cho cái chính phủ Việt Nam phải mở cửa đón nhận cái số người Tàu đang bị mầm virus corona chạy qua Việt Nam mỗi ngày? Đó là chưa có nội chiến. Khi có nội chiến chảy ra, nước Việt Nam sẽ trở thành là một trại tị nạn khổng lồ, và tất cả nhu yếu phẩm của Việt Nam sẽ không còn nuôi dân tộc Việt Nam, mà sẽ nuôi 400 triệu dân Tàu. Hỡi đồng bào Việt Nam, hãy dùng cái đó suy nghĩ đi. 14 quốc gia có biên giới, Tàu Cộng lúc đó, dân tị nạn Tàu Cộng không thể nào chạy qua nước Nga, nó bắn liền. Mà dân Tàu Cộng lúc đó đã mất thế lực, chạy qua Bắc Hàn nó bắn liền. Nó nói là một cái người đảng viên của Bắc Hàn mà làm việc cho Bắc Hàn trở về nước không nghe lệnh cách ly, nó còn bắn. Huống gì là những cái người dân Vũ Hán của Tàu mà chạy qua Bắc Hàn nó bắn ngay. Và chạy qua Miến Điện họ cũng bắn, chạy qua nước nào họ cũng đóng cửa. Chỉ có mà chạy qua Ấn Độ được không? Ấn Độ cũng bắn luôn. Cho nên Ấn Độ đã có một lịch sử chiến tranh lâu dài, tranh giành biên giới từ mấy chục năm nay, Ấn Độ cũng không mở cửa. Và như vậy chỉ còn có nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là riêu riếu, là chấp hành lệnh của Tập Cận Bình. Và như vậy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ mở cửa và biến Tổ quốc chúng ta thành một trại tị nạn khổng lồ. Một trại tị nạn không phải để chứa những người đi tị nạn cộng sản, mà đi tị nạn con virus corona. Và hiện giờ đồng bào không phải trữ lương thực, nhu yếu phẩm một tháng, mà dự trữ làm sao phải có thể sống còn 6 tháng đâu quý vị ha. Trong thời gian đó Tàu Cộng nó đánh nhau, và những thằng tư lệnh quân khu nó cũng không có chịu thua. Và tất cả các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, thành phố Thẩm Quyến, thành phố Thượng Hải, thành phố Bắc Kinh, thành phố Vũ Hán, thành phố Hồ Nam, thành phố Hồ Bắc, nhất là cái tuyên ngôn độc lập của Hồ Nam, họ sẽ tuyên bố họ theo Đài Loan. Và lúc đó Đài Loan sẽ lên tiếng ủng hộ họ. Đài Loan là Trung Hoa, coi như là của Trưởng Giới Thạch, Trung Hoa tự do. Thì lúc đó Đài Loan sẽ phải bảo vệ những người đó. Và cuộc chiến tranh giữa những cái quân đội Tàu Cộng và quân đội Đài Loan sẽ xảy ra. Cho nên vì lý do đó mà hiện tại bây giờ cuộc chiến nó sẽ xảy ra một ngày không xa. Mà tôi bây giờ tôi nói rõ, Tàu Cộng mà nó đem quân nó đánh Việt Nam thì nó tiến vô tới Hà Nội, hoặc là nó tiến vô tới đâu đó là thế giới đã lên tiếng và nó phải ngừng ngay, và Liên Hiệp Quốc đội quân mũ xanh nhảy vào. Nhưng mà cái đội quân corona của Tàu Cộng 400 triệu người, nó ào ạt, nó chạy qua cửa khẩu Lạng Sơn, cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu Lào Cai, thì không có ai có thể cản nó được. Và hiện tại Việt Nam đã mở cửa thì nó cứ đi vô, và Việt Nam sẽ trở thành ra là cái trại tị nạn corona duy nhất trên thế giới. Và 400 triệu người Tàu Cộng họ chạy sang Việt Nam, là họ sẽ giết chết
95 triệu người Việt Nam không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói, không chết vì đói thì cũng chết vì thiếu thuốc men, nhu yếu phẩm. Cho nên những gia đình nào mà có con em lớn tuổi, con em nhỏ tuổi, các con em đang tuổi đi học và có cha mẹ già, quý vị hãy chuẩn bị đi. Đồng tiền lúc đó không còn giá trị gì nữa. Mà lúc đó tôi nói rõ, một ký gạo giá trị còn hơn một lượng vàng. Cho nên quý vị thấy mấy ngày qua, tất cả thị trường chứng khoán đều đã sụp đổ. Tại Hoa Kỳ cũng đã mất đi 1.000 điểm. Nhưng mà 1.000 điểm của Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Donald Trump đi qua Ấn Độ về, ông ký được hợp đồng mấy chục tỷ đô la là nó sẽ lên liền. Nó sẽ lên liền vì cái số lượng hàng hóa của Hoa Kỳ mà bán ra thế giới chỉ có 20% và 80% là dân Hoa Kỳ sử dụng cái hàng hóa của họ. Cho nên Hoa Kỳ họ có chuyện gì xảy ra, họ rất giàu và họ lập cầu không giận. Và họ đưa quân đội vào để mà điều hành cái vấn đề nạn dịch. Đừng lo. Nhưng mà ở Việt Nam, bây giờ nó ra lệnh dân Sài Gòn đã không có khẩu trang, thì nó ra lệnh phải xuất khẩu khẩu trang và phải tặng không cho nó 500 triệu, coi như là nửa triệu đô la tiền khẩu trang. Đó là chưa xảy ra nạn dịch. Mà khi mà xảy ra nạn dịch, mà xảy ra nội chiến, thì lúc đó tư lệnh quân khu Quảng Đông, nó giáp tiếp Việt Nam, nó kêu Việt Cộng nộp ngay gạo, lóc, lúa mì, nhu yếu phẩm, tất cả những cái gì sinh tồn. Lúc đó Nguyễn Xuân Phúc dám cãi hả? Hả? Nguyễn Phú Trọng dám cãi hả? Và đương nhiên không cãi. Thì bây giờ lúc đó hàng hóa chở ra, lúc đó tư lệnh các quân khu 1 và 2, những người bây giờ là ra lệnh để điều cảnh sát biển ra, để mà đương đầu với cảnh sát biển Tàu Cộng, thì chính lúc đó những tư lệnh quân khu ở Hà Nội sẽ đưa quân lại hỏi tội Nguyễn Xuân Phúc, phải không quý vị? Nhưng mà hỏi tội thì hỏi sớm đi, đừng có hỏi trễ. Lúc đó là quý vị coi như không còn cơ hội để hỏi tội những cái tên diệt gian, bán nước. Cả đất nước Việt Nam chúng ta không thể giao vận mệnh tổ quốc cho mấy cái tên làm tay sai cho giặc hèn nhát này, mà phải giao cho những người mà có máu anh hùng, có máu Quang Trung, có máu Nguyễn Huệ, có máu Hai Bà Trưng, để mà bảo vệ tổ quốc. Trân trọng kính chào. Tin hay không, chờ đợi 3 tuần nữa sẽ thấy.